Okay, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Tôi đã lại quay trở lại với anh em ở đây. Đấy, như anh em đã thấy đây, tôi đã có một bạn đồng hành anh em ạ. Đó. Anh này là anh chuyên đi chết dạo đây anh em ạ. Đấy, chuyên đi đổi đồ dạo. Tôi đã giết hai em, tôi đã kill hai em lạc đà của anh rồi. Mà tôi đã có thêm hai cái dây. Gì đấy? Ok, đây là. Đấy, tổng cộng là 4 cái dây rồi. Anh ở đây với em nhá. Đấy. Đồng đội với tôi anh em ạ. Chó sướng. Em có nhớ anh không? Cho sướng ăn tí anh em ạ. Cho ăn khoai độc cái hơi đều nhỉ. Đây. Sương thân thiết với mình rồi anh em ạ, bây giờ cho ăn cá nướng đi. Đấy, cho ăn đồ chín cho Sương khỏe mạnh anh em ạ. Đấy, ăn đi. Đấy, xong chả biết giờ Sương vứt kiểu của tôi đâu đấy. À đây rồi, ở ngoài này. Ok. Ăn ngon miệng nhá. Khổ thân. Sương đã canh nhà quá lâu rồi anh em ạ. Đã đến lúc mà chúng ta phải cho Sương được nghỉ ngơi. Mà từ từ á, tôi không biết là tôi để loa bao nhiêu, để từ từ anh em đợi tí để tôi check loa của tôi xem tôi để bao nhiêu nhá. Rồi rồi, ok anh em ạ, tôi đã để loa cho chuẩn với cái mức mà tôi hay để cái lúc mà tôi làm video rồi. Đó, ok anh em nhá. Thì đây anh có thể nhìn thấy cái quần và cái giày của tôi là tôi đã loại cái khảm của nó rồi đó, và cái level của tôi đang ở level 33 kìa. Trước là tôi đã vào trong địa ngục và tôi đi đào cái khoáng màu trắng đấy. Đào khá là nhiều nên là anh em nhìn cái rương địa ngục của tôi này. Đúng cái này. Bây giờ nó đầy lên cả cái rương bên trên luôn rồi. Bây giờ là cái rương địa ngục là phải có hai cái rương luôn rồi. Nhưng mà mình vẫn còn chống khá khá đúng không? Còn chống lại 3 cái đó. Ok anh em, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khảm cái quần Netherite và cái giày Netherite xem là sẽ được cái gì các bạn. Anh có muốn ra xem khảo không anh? Chắc anh cũng tò mò. Đấy, anh ra xem khảo anh. Tôi không hiểu là thằng này nó bị sao ấy anh em ạ. Nhưng mà hình như là khi mà con lạc đà của nó bị chết ấy, thì nó sẽ cứ đứng yên một chỗ sao ấy, anh em ạ. Cứ như kiểu là chúng nó, cứ như kiểu thằng này nó không thể đi khi mà nó bị thiếu lạc đà của nó ấy. Lạ lắm. À từ từ, tôi còn nhảy tí đấy anh em ạ. 1 2 3. Ok anh em, ok anh em. Chưa nhảy chứ hả? Nào. Ok. Protection 3. Protection 3 cũng được nhở. Cái giày là cái gì? Death Strider. Á chà. Cái Death Strider này là, nó là cái khảm mà nó giúp cho mình có thể bơi cực nhanh ở bên dưới nước anh em nhá. Bơi nhanh ở bên dưới nước lắm. Bơi như cá heo ấy, bơi nhanh lắm. Tôi khảm xong rồi tôi bơi cho anh em xem. Đợi tí. Đấy. Tôi mong là nó đừng ra cái Blast Protection hay là cái gì. Nếu mà được thì nó ra cái Protection thôi cho mình ấy. Ui dồi. Blast Protection 4 kìa anh em. Nó chôn tôi à. What the. Nó chôn tôi à. Trời ơi. Tôi đã có lấy cái linh cảm nó thối rồi anh em ạ. Không ngờ. Không sao anh ạ, cũng được. Có một đồ có blast, một đồ có cái blast protection cũng được, để mình tránh con creeper đúng không? Chứ không có nổ mình chết lúc nào mình không biết đâu. Đó. Có một đồ có cho nó an toàn cũng được anh em ạ, không sao. Đấy, khảm nốt cái quần xem nào. What the hell, sao vì sao lại chuyển qua blast protection nói? Điều vậy? Sao điều toa ta? Nó vừa ở cái mà. What? Sao tự nhiên thế nào chuyển rồi? Đây thì chúng ta muốn loại khảm thì chúng ta phải làm cái này anh ạ. Đừng có creeper nhá, làm ơn đừng có creeper. Để ra tôi check thử xem mà nó đổi lại chưa. Khổ. Nào, tại sao lại đổi tôi? Protection 3 ở đây đổi lại rồi đây anh ạ. Nhưng mà mình cần level 30 cơ, mình chưa có đủ. Hiện tại có level 29 thôi.
Ok thì chúng ta không cần phải đi trong địa ngục nữa đâu anh ạ. Hôm nay là dự tính của tôi ấy, là tôi sẽ xây một cái máy farm lúa anh em ạ. À, máy farm lúa. À, chào anh. Chào anh. Ok. Bà phát chết luôn anh ạ. Đó. Hiện tại đây tôi sẽ phá đi tí ruộng để tôi cho bò ăn anh em ạ. Cho bò ăn và chúng có sinh con là mình cũng được lên level mà đúng không? Đó. Chúng mình cũng sắp lên level 30 rồi thì cũng không cần phải đi vào trong địa ngục đào ở đâu. Đó. Cứ đi farm, cứ đi làm lung tung cái này là một lúc nữa thì cũng lên level mà. Ok. Khá là nhiều hạt giống anh ạ và lúa. Thế này là cho bò ăn được thoải mái phết rồi này. Ok. Thì cái ruộng mà nó đã được đào lên ấy, nó được xới lên đấy anh em ạ. Nếu mà anh em mà đứng mạnh quá lên cái ruộng ấy thì nó sẽ làm hỏng cái ruộng anh em ạ. Nên là tôi phải đi nhà nhẹ đấy là bởi vì vậy đấy anh em. À, bò nó ăn cái ấy cơ mà chứ đâu có ăn cái hạt giống. Ăn đi. Rồi ôi. Ăn đi các em ơi. Đông đúc lắm anh em ạ. Ui rồi ôi. Đoàn quân bò anh em ạ. Thế này mà tôi gặp con rồng Ender nhầm. Tôi thả đoàn quân bò ra xử hết con rồng Ender luôn anh ạ. Ủa anh em nhìn cái level của tôi nó lên nhanh chưa? Nó lên 30 luôn rồi kìa. What the hell? Quá là nhanh anh em ạ. Đấy thì cứ mỗi khi mà chúng nó sinh con ấy thì chúng nó sẽ đẻ ra cả XP cho mình anh em ạ. Đó, dù sinh con nhưng chúng nó vẫn không quên cho mình một chút XP. Đó, cực kỳ là hào phóng anh em ạ. Ok, khảm cái quần của tôi protection 3 quá ngon quá ngon quá ngon. Cầu mong là cho thêm mình hai cái khảm nữa hoặc ba cái khảm nữa đi, ba cái đi. Unbreaking 3 thì cũng được, cho mình thêm một cái thì unbreaking thì cũng ngon anh ạ, thì nó làm cho đồ mình lâu hỏng hơn cũng ngon đấy. Sao nhảy có gì fail thế, mặc quần vào cái nào. Ôi rồi đi ngủ cái cho nó ấm cúng anh em ạ, đi ngủ cái. Ui sướng ý. Em làm gì ở đây? Em đợi anh về à? Trời ơi. Dễ thương. Dễ thương thế. Rồi. Đói à? Ok. Trời. Lâu quá không được ăn rồi đấy. Cho em ăn bánh mì luôn. Ăn bánh mì đi nhá. À, ăn đi nhá. Ok. Đi ngủ anh em ạ. Một ngày mới đúng không? Sao mà sương cứ rung rung thế? Sao sương cứ rung rung thế? Tôi trông cứ như là đến kỳ sinh đẻ ấy anh em ạ. Ok. Rồi, ui, đó. Thật là cái đống đồ của mình bây giờ đã khá là bá đạo đây anh em. Mình đổi tên, mình đổi tên cái anh em, mình đổi tên cái. Tôi nghĩ cái tên này cũng ngầu ngầu đổi cái anh em ạ. Này là Elegance Boost. Ok. Vậy thì đổi thành gì nhỉ? Gót rồi à? Vậy thì đổi thành Kegama. Giày này sẽ là giày của thiên thần anh em ạ. Angel Boost. Giày của thiên thần đó. Thiên thần bay trên trời và chẳng may đánh rơi đôi đôi giày xuống. Đó, và mình đang mặc đây. À. Còn cái này chính là quần quần của rồng à? Quần của rồng thì nghe nó hơi ngu không Quần của rồng thì nghe nó hơi ngu nhỉ? Tôi muốn quần làm bằng da rồng ấy thì không biết thế nào nhỉ. Dragon skin. Đây à? Đây các em ạ, cái này là quần bằng da rồng. Ok. Đấy, bây giờ trên người mình toàn là đồ bá đạo anh em ạ. Đây.
Nón của rùa thần đó. Đấy, đây là áo của quỷ anh em ạ. Đấy, mình đã đánh bại rất là nhiều con bá đạo để mình có cái này đấy. Chém chết rùa thần này đấy. Ăn cướp của quỷ này đó. Xong đến đây là mình đã lột da của rồng để mình làm được cái quần anh em ạ. Và cái này là giày của thiên thần là mình đã nhặt được anh em ạ. Quá là tuyệt vời. Đấy, Ok cái mày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xây cái máy máy farm lúa tự động anh em nhé. À không 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 nhầm nhầm nhầm. À, tôi sẽ xây một cái ruộng mà nó có thể gọi là giúp cho mình thu hoạch lúa nhanh hơn anh em ạ. Chứ mà mình cứ phải chạy ra mình đập lúa, mình phá lúa nó lâu đúng không? Nên là bây giờ tôi sẽ làm một cái ruộng mà nó giúp cho mình nhanh chóng hơn những cái chuyện đấy. Chúng mình cần cái redstone đây anh em ạ. Và cái redstone tôi chả biết là tôi làm được cái gì ấy nhỉ. Đâu ta? Dispender nó là cái gì ấy ta? Để tôi nhớ lại, như là cái dispender đúng không? Thì nó có một cái gì đó thì nó sẽ phụt cái nước ra anh em ạ, nó sẽ phụt cái nước ra. Hay lắm, đây này. Tôi làm thử cho anh em xem. Tôi nhớ công thức của nó là thế nào ra. Này à? À, dropper à? Được rồi, để tôi thử xem nào. Thử không nào? Từ từ anh em ạ. Đây, tôi sẽ cho anh em xem luôn cái công dụng của cái redstone đúng không? Anh em sẽ được xem luôn cái công dụng của cái redstone, quá là tuyệt. Làm cái đấy bằng cái gì ấy nhỉ? Nó có cái cần gạt á, mình làm cái cần gạt bằng cái gì ấy ta? Đây đó, đây 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 đây, cần cần gạt đây đây này, tôi làm cho anh em xem thử cái này. Ok đây nhá, mình đặt cái này trước này đó, xong mình sẽ cho một cục nước vào đây đó, đặt đặt cái cần gạt đây anh em ạ, để cạnh vào đây gạt. What the hell, nó bắn nó vậy à? Nó không chảy nước ra được cho mình tôi muốn nó chảy nước ra cơ mà. Fail quá, hình như là không phải cái này anh em ạ. Cái cục nào ấy? Cái đấy là cái cục nào ấy nhở? Hay là cái này? Hay là cái dispender này chứ, hay là cái không không cái observer này, không phải này. Lạ ta, hay là cái dispender này anh em, để tôi thử làm dispender nào. Tôi nhớ là tôi có mấy cung đây, tôi dùng mấy cung nát thì tôi làm đi đó. Dispender nào, cái dispender là thì mình có đủ rồi mà đấy. Tôi có đủ cái để tôi làm mấy rồi, vì sao nó không hiện ra tôi nhỉ? À đây đấy, được rồi đó. Ok, chúng ta cùng thử xem là nó có phun nước ra cho mình không. Phun là có mỗi tí nước nhưng mà cũng không làm được anh em ạ. Nào đấy, trông trông cái này có vẻ quen quen, có vẻ là cái này nó phun nước được anh em ạ. À đó, anh em thấy sức mạnh của nó chưa? Đó, mình thì mình bật tắt được, anh bật ra nó phun nước ra. Ở đâu ấy? Đó, ở đó thì mình tắt đi anh ạ. Đó. Phun em này đúng rồi, sau mình tắt đi á, tắt. Đấy, hay không anh em? Ok các em. Chúng ta cùng làm cái đấy thôi nào. Tiền chọn chỗ này anh ạ. Chỗ này là sau này là mình sẽ xây cái nhà máy cực kỳ to, không cái chuồng, những cái chuồng chứ. Nếu vậy thì mình làm máy farm ở đâu ta? Nếu à không, nếu vậy thì mình làm cái ruộng của chúng ta ở đâu ta? Chỗ này sau này mình xây ấy rồi nè. Thế này làm biển đi. Chả lẽ là tôi lại ra biển tôi làm à? Thôi làm bên cạnh ấy đi đúng không? Cái nào cũng ra biển rồi thì cái nào mà sóng nó tới nó cuốn trôi đi hết đấy đúng không? Làm ở đây đi. Đây ấy, thì đầu tiên là anh em phải thế này này. Tiên là phải tính toán anh em ạ, tính toán.
8 block thôi. Để tôi thử nghĩ xem nào. Để đặt thử nước xem mà nước có chảy được dài tới đâu. À chảy tới đó tận chảy, nó chảy tận tới đó cứ khá là xa nhưng mà khá là xa. Ok. Vậy thì mình sẽ lấy ở đoạn này. À. Đấy, anh em cứ đợi tí, anh em xem tí là anh em hiểu thôi. Bao nhiêu ô nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7. Ok. 1 2 3 4 5 6 7. À. Ơ. Ừ. Tôi bị cái nó chặn rồi này. Đó. Anh em đợi tí nhá. Tôi xây xong cái nền rồi sau thì tôi sẽ cho anh em xem. À mà từ từ đã. Nhạc tăng hay cho anh em nghe luôn. Ờ. Ok. 3 rồi này. 5 này. Cái nhạc nghe khá hài không nhỉ? Ờ. 7. Ok, mình đến 7 là được con này. Khá là thiếu, có vẻ là tôi nghĩ là tôi sẽ thiếu ấy đấy. Sẽ bị thiếu mất đất. Thiếu mất đất à? Vậy thì có vẻ là một vấn đề nan giải anh em ạ. Nan giải đấy. Ok. Anh em đợi tôi 5 phút nhá. Xong tôi quay lại với anh em. Ok. Ok anh em ơi. Ok anh em ơi. Sau một lúc mà tôi suy nghĩ khá là lâu, tôi tính toán cái thứ cuối cùng thì tôi cũng đã ngon quá nhở. Rơi ra cái giáp rồi này. Chưa kịp chém luôn. Đó. Đấy. Đó. Sau tôi tính toán khá là lâu thì tôi đã tính toán ra được, tôi đã nghĩ ra được là mình đã xây thế nào rồi anh em ạ. Ok. Thì chúng ta cần phải về làm thêm một vài cái này nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình làm cái 6 cái nữa anh ạ, bởi vì là giờ là mình đã có hai cái rồi này. À. Đẹp không? Ok. Làm cái 6 cái nữa anh em ạ. 6 cái nữa, 6 cái đấy nữa là mình cần thêm 6 cái cung. Đó. Cung. Ồ. Oh. Nhận đâu rồi? Ơ. Sao còn có mỗi 4 cái này? Còn có mỗi 4 cái này thì what? Thế là tôi phải đi farm nhện à, chứ tôi có mỗi 4 cái này anh em ạ. Mỗi 4 cái thì bầu làm một cái là nó mất 3 rồi. Làm một cái thôi rồi. Tôi đợi đêm xong tôi đợi nhện ra rồi tôi farm nhện anh em ạ. Đó. Được rồi, hiện tại thì tôi sẽ xây cái ấy trước đi. Xây cái hệ thống công tắc trước đi. À, đây này. Tôi sẽ cho anh em xem cái cách hoạt động của cái hệ thống công tắc bá đạo lắm. Đây. Đặt công tắc ở đây nhá. À. Đặt ở đâu nhỉ? Đặt ở đây đi. Đấy. Xong ta sẽ lấy này chúng ta nối vào. Đấy. Anh em nhìn thấy nó có giống cái dây điện không? Khá giống đúng không? Đấy. Xong ở đây chúng ta nối lên cái này. Đấy. Thì sẽ nối lên hai không? Xong ở đây chúng ta nối lên cái nữa này. Tôi phá cái lùm cây nữa anh em ạ. À. Đấy. 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 Xong rồi. Xong bây giờ tôi phải xây ngang ngang qua anh ạ. Để tôi còn nối qua ấy. Đó. À không. Thực ra mình không cần phải như vậy đâu anh ạ. Đây này này. Mình làm cái này nó cũng được này. Đây này. Đấy phá này đi này. Đó. Đây này này. Định mình làm này mình làm, mình làm nào ta. Từ từ tối quá anh em ạ. Tối quá. Thế nhưng mà phải cố gắng mà đợi tối để còn farm nhện. Tôi muốn nó đi lên trên đầu cái bọn này luôn ấy. Đi trên đầu bọn này à? Đi trên đầu bọn này à? À thôi. Cứ để như vừa nãy đi cũng được nhỉ. Thì nó cũng không quá tệ mà. Ok. Ái chà ái chà. Cái con nhỏ nhỏ này là nó đập khỏe lắm. Ủa. Sao mà nó có cái con nhỏ nhỏ trông xinh đấy hả? Đây. Thử thách sinh tồn một đêm trong hardcore đây anh em nhá. Nhưng mỗi tội là một đêm của tôi nó sẽ hơi dễ dàng vì anh mình giáp của tôi. Thì một đêm này là hơi đặc biệt đấy các em nhỉ. Chỉ sợ Reaper ra nổ hỏng gáy của tôi thôi. Chứ còn cái bọn này tép riu. Rồi. Hai bổ là đi bụi anh em ạ. Nhưng mà anh em yên tâm, nói chung là
Giác quan thứ 6 của tôi nhạy lắm, không có con nào có thể gọi là nổ lén được tôi hết. Ái chà, con gì đây, con nhẹ nào. Ái chà, bọn này ghê quá anh em ạ. Chú có đánh từ trên cây luôn hay sao ấy, ghê quá. À, rồi. Chú nó không nối được vào cái ấy à? Để thử không nào. Tôi thử ấn công tắc không được không nào? Không được à? Thì đó là cái dây điện này, tiếng chỉ chạy tới một đoạn thôi anh em nhìn này. Đó, tôi tầm này thì bắt đầu thì nó hết phát sáng này đó. Đó, thì là kiểu cái dây điện nó ngắn quá ấy, thì lúc cái thì mình đặt cái này ra này. Đó. Lúc cái thì mình đặt cái này này. Cái này là nó sẽ reset lại cái đấy. Đấy. Nhưng mà nó không phun nước cả à? Sao mà giờ cái hệ thống redstone này nó rắc rối thế? Tôi nhớ là trước có đâu có rắc rối này đâu. Tại sao? À ok, tôi hiểu nguyên lý hoạt động của nó rồi. Một cái nó chảy hết cái đống này của tôi luôn rồi. Công trình của tôi. Ok. Này gọi là lần đầu xây anh em có hơi fail, anh em đợi tí thông cảm anh em nhá. Thông cảm tôi tí nhá. Ok, tôi xem nào. À. Đổi nào, đổi nhanh nào, đâu, cái ấy của tôi đâu rồi? Cái lập à đây là cái cả. Này. Ok. Cái này đây này. Đấy. Đặt nó vào đây các bạn. Đấy, sáng ngay. Đấy, ok. Nhưng mà giờ là không được bật vội anh em ạ, bây giờ phải tắt công tắc đi. Tắt đi. Ok. Mục tiêu của mình là giờ là mình tìm nhện mà đúng không? Tìm nhện anh em ạ. Có nhện đâu rồi? Creeper cái thứ ghê lắm. Không thấy nhện anh ạ. Ủa ơi, đừng có nổ mày nổ vậy, nó hư hỏng địa hình của tao. Trời ơi, tao đi nó nổ nó có một lỗ nó ở địa hình của tôi rồi. Mày thấy có nhẹ đâu không? Đây thì nó mà tôi có cái thon thì đáng ra thế nó phải phản đam lại chứ nhở. Nó có phản đây anh em, tuy nhiên nó phản có một tí ấy. Đó, tôi chạy đi tôi tìm nhẹ tí anh em nhá. Ok. Ok nào, chúng ta cũng đi cái đường này để chúng ta tìm nhện xem sao nào. Đây rồi, ủa ôi. Anh chào mấy em, ủa ôi. Mấy em. Rồi. Có thằng zombie nó cầm cái mắt nhện chứ. À, mình cần làm 5 cái cung nữa này. Mình có một cái rồi đúng không, mình cần làm 5 cái nữa. 5 cái nữa là mình cần 5 x 3 là 15. 15 anh ạ, mình cần 15 là mình có 4 rồi. Anh em đi trong đêm mà anh em thấy cái mắt tỏ đỏ ấy, chứng tỏ là bọn nhện đấy. Chung là khi mà anh em đi trong đêm ấy, mà anh em mà đi vào rừng này thì anh em phải cẩn thận anh em nhá. Bởi vì là creeper ấy, nó rất là hay trốn sát sau mấy cái lùm cây. Đấy, nó nguy hiểm lắm. Thấy trong màu xanh nữa mà. Để tôi ấy vào đây cho dễ nhìn nào. Một trưởng. Rìu. Thì nếu mà dùng rìu thì một trưởng thì chết anh em nhá. Đau nhờ. Khá là đau. Ui à. Nếu mà tôi mà không có giáp chắc là tôi chết lâu rồi đấy anh em ạ. Bọn này khỏe thật. Tôi 8 cái mạng nhện rồi. Khoảng 7 cái nữa được rồi. Anh ơi, buổi đêm đẹp không? Buổi đêm đẹp đúng không? Buổi đêm bên này mà trời mưa đúng không? Câu cá rồi. Nhất hạ nhện nhỉ. Thế quái nào mà tôi nhảy lên tôi bổ bằng rìu kim cương thế mà nó không chết anh em nhá. Cái bọn này là nhện thành tinh rồi anh em ạ, khỏe lắm. Mà nó không rơi ra thêm một cái mạng nhện đó tôi luôn anh em ạ.
Nhện ơi. Đấy à, bà em nhện luôn, bà em, ủa bà em nhện đi kèm với bà em Ripper, cho các em Ripper được được ông trời sai xuống để bảo vệ các em nhện đây anh em ạ. Nhưng mà Ripper bây giờ tôi không có sợ. Ủa ủa nó nổ to nhỉ anh em nhá. Ôi trong một khoảng khắc tôi đã sợ là nó nổ và cái khiên của mình nó không đỡ được ấy, và tôi đi bụi anh em ạ, thật là đáng sợ mà. Đây anh em ạ, mày làm sao? Bình tĩnh, không ơi, sợ quá. Thì à, tôi đã có xem một vài những cái pha chết trong hardcore ở trên mạng anh em ạ, đó là thỉnh thoảng ấy là Ripper nó nổ và khiên của mình nó bị lỗi ấy, thì là nó không được, nó không có đỡ được cái phát nổ đấy ấy. Thế mình đi bụi luôn ấy các bạn, thốn lắm, dù là mình giơ khiên mình chắn rồi nhá. Thôi nè, bây giờ tôi dùng khiên tôi chặt cái Ripper tôi vẫn cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Tôi chỉ mong là nó đừng có lag. Mình được 13 cái rồi đúng không? 13 cái rồi. Đừng bắn em anh ấy. Tôi chỉ muốn nhện thôi mà, tôi đâu có không muốn động vào mấy anh ấy đâu đúng không? Chúng cũng vẫn chưa spawn ta thêm nhện cho mình à? Spawn nó nhện đi các anh ấy. Khá nhiều creeper anh ạ. Đúng là hardcore. Nếu mà anh em mà để ý tinh ấy thì tôi nhận ra là creeper là nó chiếm đại đa số. Sau đó là đến skeleton. Nói chung là ơ anh em ơi, cái đường về nhà tôi đâu? What the hell? Sao tôi đi một đoạn thì sao bây giờ tôi lạc đường với nhau luôn rồi. Ở đấy thì anh em có thấy tôi đi nhanh ở dưới nước không? Em biết vì sao mà tôi đi nhanh ở dưới nước vậy không? Bởi vì tôi có cái Death Strider mà nãy tôi ép vào cái giày đấy. Cái đó là dịch cái tiếng Việt là sải bước em nhá. Cái đó là khảm sải bước ấy, cực kỳ bá đạo luôn. Mình xuống cái nước là mình bơi cực nhanh luôn. Được có 13 cái rồi là số khá lẻ ở đây. May quá là tôi mang cái map anh ạ. Bây giờ mình cứ đi về thôi nào. Mình đang đứng ở phía nam nhỉ? Mình phải đi lên phía bắc này. Đông bắc à? Mặt trời đâu, mặt trời đâu, mặt trời đâu? Đây mặt trời đây các bạn. Đông bắc cái phía này, đây. Mình đi phía này thì mình về đây. Đấy, à. Anh em nào mà dễ bị lạc đường, dễ bị mù đường cho tôi thì anh em hờ. Nhớ có cái map nha, nó lợi lắm. Anh em cứ có cái map chỉ ở nhà, chỉ thẳng vào nhà này là anh em không bao giờ bị lạc luôn. Hơi bị thiếu một chút ấy rồi anh em ạ. Buồn. Hơi bị thiếu một chút tơ nhện. Nó có cách nào để mình kiếm tơ nhện không ta? À ừ đúng rồi. Nó có cái hầm mỏ bỏ hoang gần nhà tôi đúng không? Tôi ra đấy tôi đào mấy cái tôi chém mấy cái tơ nhện ở bên dưới cũng được. Nhưng mà thôi, kệ đi. Tôi nghĩ là 13 cái là cũng đủ rồi đấy nhỉ. Thì mình thiếu mất một cái nhưng không sao. Nào làm sao? Đó, đợi ơ xương đâu rồi? À đây rồi. Ơ thằng ấy của tôi đâu rồi? Thằng đồng đội tôi đâu rồi? Anh em ơi, nó trốn rồi à? Nó trốn rồi à? What? Vì sao mà nó đi mà nó không chào tạm biệt tôi? Nó không từ biệt tôi à? Đấy anh em ạ, cuộc sống là như vậy đây anh em ạ. Buồn lắm. Cái lúc mà gặp mặt nhau thì đấy chào hỏi thân thiết lắm, nhưng mà lúc mà từ biệt thì đi là không có một câu tạm biệt luôn anh ạ. Đời mà anh em, đời mà, đời anh em ạ. Kệ kệ bố đi anh em ạ, không quan tâm, làm công thôi vậy. Bầu bầu ok, tôi làm bốn, tôi làm bốn cái à, bốn cái à, tôi lấy đá tôi làm cái nào. Ok, dispender. Đu đu cái gì? Đu cái gì? À, một cái thôi. Ok, dispender này bây giờ mình đúng là cái này đúng không? Ok. Chả lẽ tôi dùng cái cung này tôi làm luôn. Thôi. Ok các bạn, chúng ta đi qua chúng ta hoàn thành nốt cái máy farm lúa của chúng ta thôi.
thực ra cái này nó không hẳn là cái máy farm nhá, bởi vì là cái này nó chỉ là một cái gọi là nó giúp cho mình sỏi để mình farm lúa nhanh hơn thôi đó, nó cũng không phải là cái máy farm đâu. Nếu mà anh em mà là những người chơi pro Minecraft ấy, anh em lên trên mạng anh học hỏi ấy, là trên đấy nó có rất là nhiều cái máy farm mà nó farm tự động luôn ấy, máy farm tự động hay lắm, thì kiểu là anh em cứ online được ấy, rồi thì cái máy farm ấy thì nó tự làm cái công việc của nó luôn ấy, thích lắm. Chúng có chả cần làm quái luôn, thích. Ô, tôi nhìn thấy chân con creeper. Tôi không biết là tôi có nhìn nhầm không, nhưng mà tôi cảm giác có một cái gì đó ở đây này. Có một cái gì đó không ổn đây này. Có một cái gì đó màu xanh ở đây. Có không? Có vẻ không có rồi các bạn, ok rồi. Chung là cứ an toàn là trên hết đây các bạn. Cẩn thận. Đấy, bị thiếu mất một cái ở đây này. Đó, nhưng mà không sao. Đó, không sao. Đây, được rồi. Đấy, quốc này. Đấy, tôi cho thiếu bên kia đi. Đó. Chứ mà thiếu bên này nó hơi lẻ. Đây, mình cho thiếu bên này chút thì mình dễ xây hơn này. Cái quái đấy. Quay mặt ra đây bạn này. Quay đây chứ, quay ra đây, đúng rồi. Nhảy, nhảy, nhảy. Ok rồi. Ok, nha, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi xây để tôi chắn chắn nó lại chứ, đúng không? Mình xây chắn nó lại. Đây chúng ta sẽ xây chắn lại này á. Đấy. Để cho nước nó không có bị tràn ra ngoài thì nó giống như vừa nãy đấy. Anh em nhìn thấy nước nó tràn ra và nó làm hỏng cái dây điện của tôi đấy đó. Không được, anh cũng như vậy là không được, là không chấp nhận được, đúng không? Đấy, cắm cái này vào đây này. Chúng mình phải làm thêm một cái đường ở dưới này nhá. Đúng rồi, tôi làm thêm cái đường nữa. Ok. Ok. Rồi. May quá là hồi trước ở nhà tôi là nó vẫn còn thừa cái hàng rào anh ạ, nên là tôi đỡ phải làm cái hàng rào mới, đỡ tốn gỗ anh em nhỉ. Đấy, sắp xong rồi đấy. Đây cũng test máy thử xem máy có hoạt động tốt không anh ạ. Đây này, à từ từ đã, từ từ đã, chưa xong mà, chưa xong mà. À, 1 2 3 4 5 6 7 7 cái. Tôi có một xô nước. Bây giờ tôi cần làm thêm 6 cái xô nữa. Mà tôi làm thêm một cái xô nữa thì cho bản thân nữa. 6 cái xô nữa mà mỗi cái xô là 3 hay nữa vậy thì tôi tính nhiều quá, tôi loạn cả đầu anh ạ. Được rồi. Mắc kít. Chúng ta làm 7 cái xô. 21 cái xô à? Thôi 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 thôi. 7 7 cái thôi bạn này. 7 cái thôi ạ. Dạ vâng, em cần 7 cái thôi ạ. Dạ. Gì đây, gì đây, gì đây, 7 cái thôi. Nào. 7 cái, ok, tính toán chuẩn quá, tính toán chuẩn quá anh em ạ. Phát đấy mà nó làm ra 1 tỷ cái xô, thì tôi tốn cả đống gỗ, thì tôi tốn cả đống bạc vào đây. Nào, bây giờ ấy, chúng ta sẽ múc nước cho từng cái xô và sau chúng ta để vào trong cái ấy anh em ạ. Ok, đấy, chúng ta mang vào, chúng ta để vào trong từng cái hộp một để cho nó phụt nước ra. Đấy. Ok. Đấy, tôi tính toán quá chuẩn anh em ạ, quá thông minh, quá giỏi. Bây giờ cũng thử test máy anh em nhá. Bây giờ mình ấn cái là một đống nước nó tràn xuống này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa ôi, máy hoạt động tốt quá. Ok. Ok các bạn, được 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 được. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. 10 điểm cho ai mà làm ra cái máy này 10 điểm. Hay quá nhở. Xúc động, anh em xúc động quá. Tuyệt quá. Rồi 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 rồi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta có thể là an tâm à, từ 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 chưa 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 chưa. Chỗ này là phải xây cao cao tí chứ không nó tràn ra ngoài mất. Ok. Bây giờ chúng ta có thể đây, bên này cũng vậy đi. Cao tí ok. Bây giờ chúng ta có thể gọi là mang cuốc ra để chúng ta đào và chúng ta trồng lúa rồi đấy. Đây, tôi làm thử cho anh em xem. Cái cuốc đào đất của tôi vứt đâu ta? Mở cửa đó bạn đây. Ok. Tôi mất thằng đồng đội, tôi buồn quá anh em ạ. Cuốc đào đất đây rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là mình sẽ phải đào nhiều ấy thì cuốc này sẽ hỏng anh em ạ. Thì tôi khuyên thật anh em nhé, là anh em làm cuốc đào đất ấy, anh em
À, làm quốc đá thôi, hoặc là anh em giàu thì anh em làm quốc bạc thôi, chứ đừng có làm quốc kim cương chứ. Bởi vì là anh em thấy đấy, cả tỷ năm nữa. Ơ cái gì đấy, cái gì đấy, cái này là hiện tượng game bị lag đây anh em, thì anh em phải đặt, sau đó thì anh em phải đặt một cục vấn đề này hả, đặt đấy. Đấy, cái này là gọi là lấp nước lại cho đại dương đấy, có ích nhở, quá là có ích anh em ạ. Ok, đây này. Bây giờ tôi sẽ... À, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta còn phải làm cái gọi là... Thì một cái ruộng nhỏ nhỏ nữa chứ, đúng không? Thì một cái chỗ đặt nước nhỏ nhỏ thì cho cây cối nó còn được sống chứ, đúng không? Đây, tôi sẽ làm hai bên đi. Một bên là đây này. Đó, xong một bên đây này. Cách đều nhau hai ô. Chả cách đều nhau tí nào vậy? Nhưng thôi cũng được. Đây đi. Đấy. Xong rồi thì đây đi. Đấy. Xong tôi sẽ lấy nước và tôi ấy vào hai, cho hai cái chỗ này. Ok đó. Chúng ta phải làm cái này để cho ruộng nó không có bị ấy anh em ạ, cho ruộng nó không có bị nó không có bị hỏng. Sao ta, thỉnh thoảng thì nó có hơi bị lác lác như vậy nhỉ? Thỉnh thoảng thì nó không, thỉnh thoảng cái nước kia nó không tự lấp đầy lại ấy. Ok, nào, nốt chỗ cuối này. Ok. À đâu đâu đâu. Đây đây đây, chỗ này. Chỗ này nữa này. Rồi. Ok các bạn, á. Bây giờ chúng ta cùng tạo ra mấy cái tấm slab nhỏ nhỏ đi. Tôi cũng cần mấy tấm slab nhỏ nhỏ. Một cái ra 6 cái này, 6 cái là đủ rồi đấy. Cái chỗ này đúng 6 ô mà. Đấy. Ê ê ê ê. Ok. Quá fail. Ok anh em, đó, bây giờ chúng ta cùng đào đất đi anh em nhá. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Đó là bài tập của các bác nông dân đấy anh em. Sáng ra đồng là sẽ gọi là khởi động bằng bài này. Anh có đéo không? Đéo không? Đuốc tôi đâu nhỉ? Cắm đuốc vào cho sang trọng anh em ạ. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ cứ đào cái này và sau đó thì chúng ta trồng thôi đúng không? Đào đi, sau chúng ta trồng mà khi nào mà cây nó lớn rồi ấy, khi nào mà cây mà kiểu nó trưởng thành hết rồi ấy, đấy thì lúc ấy thì chúng ta chỉ cần ấn cái nút đúng không? Thì bắt đầu nước thì nó chảy hết xuống và nó đẩy hết tất cả cây chín của mình, để hết tất cả những cây mà nó đã trưởng thành của mình có xuống dưới kia đúng không? Mình chỉ cần chạy qua mình nhặt hết đống là được, của mình là chạy lên rồi mình trồng lại hạt giống ở đây đúng không? Ồ. Nhanh không? Khá là nhanh đúng không? Chứ mà cái ruộng của trước của tôi kia thì nó khá là lâu đúng không? À, thông minh không anh em? Thông minh không? Thông minh không? Cái này là một sản phẩm do tôi tự nghĩ ra nhá, bởi vì tôi thông minh quá nên tôi tự nghĩ ra anh em nhá. Tôi không có đi ăn cắp của ai nhá. Ok. Phải đánh dấu chủ quyền ngay anh em ạ, phải đánh dấu bản quyền ngay. Khẳng định bản quyền ngay. Ok. À từ từ. Mình đặt thế này thì chốc nữa thì nước có chảy thì nó chảy hết cả cái này mà. Ok. Đấy, thì cái lúc mình nhảy thì mình phải nhảy nó phải đúng cái ô này, chứ không thì nó sẽ hỏng cái ấy. Đặt đặt chắc phải đặt vào đây anh ạ. Chắc phải đặt vào các cái đầu đỉnh này đây. Đó. Bởi vì đặt ở giữa thì chốc nữa nó có chảy xuống là nó làm hỏng ấy. Khổ. Hô. Chung cái đoạn đấy tôi hơi ngu, nhưng mà giờ tôi cũng thông minh rồi. Cũng nhận ra rồi. Rồi. Nhanh nhanh như không Ripper ra nó hỏi thăm ruộng đẹp thế là chết đấy. Rồi theo cho tôi vài lỗ to trong ruộng của tôi là vui lắm. Ok, có giường không? Không có giường à? Trước là tôi đi địa ngục và tôi đã cống luôn cái giường của tôi cho cái cho địa ngục rồi anh em ạ. Tôi đã dùng luôn cái giường của tôi để cho nổ địa ngục rồi. À, thôi đi ngủ, về nhà nằm ngủ với Sương anh em nhỉ. Ấm áp được ôm xương ngủ. Xương ngoan. Đấy, có mỗi xương không bỏ tôi anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Động vật nó cảm động lắm anh em ạ. Dù là thế nào nó cũng không bỏ tôi, dù là tôi bỏ xương ở lại bao nhiêu ngày để tôi đi địa ngục các thứ đấy, xương không hề bỏ tôi anh em ạ. Tuyệt vời thật anh em ạ. Đúng là tình bạn anh em ạ. Gọi gì trung thành anh em ạ, trung thành. Tuyệt vời anh em ạ.
kế. Đấy, ôi ai chả chả anh bắn đi, anh bắn đi, anh bắn đi, anh bắn đi. Anh đọ cung với em à? Úi giời ơi. Đọ cung với ai, anh đọ cung với em. Ok các em nhá, đó, chúng ta đã xong được cái ruộng ấy của tôi rất là đẹp. À từ từ, trồng đã chứ, trồng đã chứ, lấy ấy ra trồng nào. À, thì cái dự định tiếp theo của tôi là anh biết sao, chúng ta đã có giáp rồi đúng không, chúng ta đã mất khá nhiều công sức và khá nhiều tập để chúng ta có được cái đống giáp rồi đó. Bây giờ tôi nghe chúng ta cần phải đi phiêu lưu rồi các bạn, chúng ta ở chỗ này quá lâu rồi, chúng ta chán quá rồi anh các bạn, chúng ta quá chán ngấy với cái chuyện này rồi anh các bạn. Đấy thì bây giờ thì đúng rồi, tôi lôi cả cà rốt ra cho trồng luôn đúng không. Tôi có cà rốt mà, tôi trồng nhiều loại vào đấy luôn đúng không. À, mình sẽ trồng không, cái này là hạt giống bí ngô à, không được, hạt giống dưa hấu không được à, cái bí chót đấy đi, cái bí chót thì trồng được này. Có khoai không, có khoai, ôi chết cha rồi. Anh em ơi, hồi trước có bao nhiêu khoai tôi nướng hết sạch thành khoai chín thôi. Vậy thì chỉ còn nó cà rốt thôi, chỉ còn nó cà rốt thôi, trồng được cà rốt, trồng được bi chót và trồng được lúa. Hiện tại là trồng được có 3 loại thôi anh em ạ. Đáng là trồng được khoai nhưng mà tôi đã nướng hết khoai thành khoai chín rồi. Anh em đợi tí tôi uống nước nhé, khát nước quá. Ok anh em. À, thì tôi đang tính là sau khi mà tôi đã ấy xong cái ruộng này này thì tôi sẽ đi chặt cây và đi chết đồ để tôi lấy được cái ngọc lục bảo. Sau khi tôi có ngọc lục bảo ấy là tôi sẽ đổi với các anh dân lạc này này để tôi lấy segmenting, tôi sẽ ép hết vào tất cả những cái này của tôi anh em ạ. Đó, ép vào quốc của tôi này, đó, thể cho quốc được hồi phục này, ép vào hết tất cả đống giáp này các thứ ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ lên đường đi phiêu lưu anh ạ, bởi vì chúng ta phải ép vào chứ không thì nó hỏng mấy cái đồ này của tôi là phí lắm. Anh em nhìn này đấy, cái nón của tôi được ép cái mending nên bây giờ thì anh em nhìn này không bị hỏng luôn đúng không, quá xịn luôn, bởi vì là nó cứ ăn kinh nghiệm thì nó được hồi lại cái độ hỏng nó của cái giáp mà, nên là ngon lắm đó. Sau phát này là tôi sẽ đi chặt cây, chặt rất là nhiều luôn. Ôi đấy, thì nếu mà mình mà nhảy lên cái ruộng là mình sẽ làm hỏng cái ruộng như vậy đây anh em ạ, nên phải cẩn thận. Thì cái đấy là cái điểm yếu, cái đấy là cái điểm là yếu nó của cái ruộng này của tôi đấy, thì đó là mình phải cẩn thận chứ không là mình dẫm lên ruộng của mình là thố lắm. Ở đây từ từ ở đây thì tôi sẽ kéo dài ở chỗ này đúng không, mình sẽ kéo dài ra ấy, cho nó an toàn. Ok, được rồi, tôi lôi cà rốt vào cho trồng đi, thì cà rốt thì cũng có ít mà đúng không, chỉ chúng ta trồng hết cà rốt luôn đúng không, trồng hết luôn, nên với cả là mình cũng đâu có ăn cà rốt đâu đúng không. Chả ăn đâu, trồng hết đi. Sau này là mình làm cà rốt vàng xong, vì nhà tôi có nhiều vàng lắm, nhiều kinh khủng luôn. Nếu mà anh muốn xuống thì anh phải nhảy này đó, rồi thì anh em canh á, rồi thì anh em canh thì để anh em nhảy đúng vào cái tấm ván gỗ. Đấy, trồng rất là thích luôn. Rồi ôi, nhảy, ai chà, ok. Chung là mấy cái điệu nhảy đấy là chung là mấy cái phát nhảy như vậy là anh cảm phải tập nhiều, là anh cảm phải dành hàng đêm là anh em tập đấy, chứ mà không phải là anh có nhìn tôi nhảy rồi ra anh em bảo dễ thì là anh em làm đâu nhá. Đối với anh em làm được chỉ có pro tôi mới làm thôi anh em nhá. Đấy nhá, ok, tôi xây thêm cái này chặn tiếp anh ạ. Ok các em ạ, thì chung là tập hôm nay là nó có vẻ là hơi ngắn đúng không. Đúng rồi, nó hơi ngắn thật. Thì bây giờ là tôi sẽ đi chặt cây tiếp thôi anh em nhá. Thì thôi tôi chặt cây với anh em tí vậy, chặt cây với anh em tí sau đó thì tôi ập sau đúng không. Đấy, bây giờ tôi đi chặt cây để chuẩn bị chết tồi với anh Long. Lâu quá không gặp anh Long này, thì không biết là anh có ăn uống khỏe không anh em ạ. Mong là anh vẫn giữ sức khỏe để tôi mang tí quà để tôi biếu anh Long anh em ạ. Tôi không biết là anh Long thì anh thích cái gì. Anh Long là anh làm cung này, vậy thì khả năng là anh rất là thích
rất là thích gậy anh em ạ. Mình mang gậy đi mình biếu anh Long. Từ từ tôi xây lại chỗ này cho nó hay hay thế đây. Lắp lại các bạn đấy, mình lắp lại này để trông cho nó gọi là nó bài bản đấy, bài bản đó. Ok. Chờ cho tôi sẽ mang tía hoa quả tới biếu anh Long anh ạ. Anh Long là anh tốt với mình quá, thỉnh thoảng là anh cứ giảm giá cho mình mà. Thế dù là anh giảm cho mình có đúng một gậy ấy thì anh cũng hơi khốn nạn tí, thế nhưng mà chung là anh cũng đã có lòng giảm giá rồi. Đó. Vậy nên là tôi phải mang cho anh ấy một tí đồ ăn. Chốc tôi mang cho anh ấy thịt zombie các bạn. Chắc chắn là anh thích thịt zombie lắm, chắc chắn luôn. Ai ai cũng thích thịt zombie mà đúng không? Tôi thích đến độ mà tôi cất trong hòm tôi không thèm ăn luôn. Đó. nhưng mà tôi phải nói thật với các em là thịt zombie ấy nó cũng khá là có lợi đấy. Nó có lợi đối với những cái người mà họ gọi là họ đang đi hang động ấy, mà kiểu họ hết đồ ăn ấy đó, thì thỉnh thoảng nó spawn ra con zombie ấy, chấm zombie mình, thịt zombie mình ăn là cũng tạm phết đấy, thì cũng đỡ đi đấy, nó giúp mình hồi máu. Nói chung là thịt zombie nó cũng có lợi đấy. Tôi thật là cái hồi xưa, cái hồi thời mà tôi còn gà ấy, thời tôi còn trẻ trâu ấy, là tôi chơi gà lắm, tôi toàn ăn thịt zombie mà. nhà đầy thịt zombie luôn, chả có thịt bò thịt cừu đâu. Đấy, chặt tí cây. Anh em có nhận ra đó là cái khu làng của mình là bắt đầu nó kiểu nó thiếu cây không? Kiểu là bắt đầu nó hạn hán ấy. Đấy, là do tôi chứ ai? Tôi chứ ai? Tôi chặt xong rồi tôi không trồng lại đấy. Thực ra tôi có chú ý cả anh em ạ, bởi vì là tôi muốn cái làng ở trong có thưa thưa ấy, cho zombie nó không có vào nó phá, cho zombie nó không có núp ấy, bởi vì là anh em biết là nếu mà zombie mà nó mà đứng dưới cây, thế hay skeleton mà đứng dưới cây ấy, thì nó sẽ được cây che cho mà, nó sẽ không có bị cháy đó, nên tôi phải ấy đi để cho nó không có đứa nào nó núp ở trong đó. Và nguy hiểm nhất đó là creeper đấy, đó là lý do tại sao mà tôi phải ấy đấy. Ok anh em nhá, đợi tôi tí để tôi chặt xong cái đống cây này, xong tôi thấy đủ cây à, cũng đủ chứ nhở. Đủ rồi đấy, đủ rồi đấy. Ok, tôi đi về nhà xem thử phát nào. Ruộng của mình là vẫn đang ngon nghẻ đúng không? Chốc ra check ruộng một cái anh ạ. Tôi về tôi cất tí đồ anh em nhá. Ok. Cất tí đồ không nào. Cất tránh mà anh yên tâm. Đấy. Cái rương này của tôi cũng sắp full luôn rồi này. Sắp full luôn rồi. Cắt cái này vào đây, bảng nhện này, redstone cắt vào đây, mắt nhện này cắt vào đây, thịt zombie cắt ra ngoài này này. À, đây, tôi mang cái đống rêu vào trong này đây, vừa nãy là tôi phải nung một chút đồ ấy, tôi mới mang nó vào. Cắt, à, xương chó. Cắt ra ngoài này. Cắt đá này. Cắt đồ để mình đi cho dễ các bạn, chứ không chiêu chốc mình cầm đồ cầm cành nó khó lắm. Ok đấy, xong rồi đấy. Bây tôi sẽ ra tôi gặp anh Long. Được rồi. Nhưng anh có từ quà cho anh nữa. Quà. Ok. Đi thôi anh em ơi. Đã có quà. Đi gặp anh Long rồi, tôi nhớ anh Long quá anh em ạ. Nhớ anh quá. Không biết gia đình anh ấy có ổn không anh ạ. Đến chúc mừng năm mới anh Long anh em ạ. Chúc mừng năm mới anh Long. Long. Ok. Em chào anh. Em chào anh. Em đến đợi em à? Từ từ anh ạ, à, tôi nhìn creeper ấy, chứ không là creeper nó cũng đến thăm tôi và anh Long là chết cả hai luôn đấy anh em ạ. À. Tôi và anh Long là cùng lên tiên luôn đấy các bạn. Ok, em chào anh. Anh làm gì đây anh? Này, quà cho anh nhá. Dậy nhặt anh ấy. Dậy. Đây anh ạ, à, skill dịch chuyển trong Minecraft. À. Chưa được à? Phải đợi tối thêm tí nữa cơ anh ạ, thì tôi mới dịch chuyển vào trong được. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đấy anh em ạ. Hôm nay là ngày sinh nhật của Sương. À. Đấy.
Để chốc quá tôi về nhà tôi chúc mừng sinh nhật Sương. Á chà, Sương, không, cái đó là bạn của Sương rồi. Dạ anh ơi, giờ của em uống ba la xí bùa. Bay vào đi nào. Tele vào đi nào. Tele vào chứ không Creeper ra nó hỏi thăm bây giờ. Nhanh nào. Dạ anh ơi, cái giường của em đấy. Skill tele anh em nhá, của em. Này anh, thịt zombie của anh này. Nhặt đi anh. Em tặng anh ra anh không nhận anh. Nhận đi ông, không nhận đi. Đấy, trong hòm nhá. Sáng dậy nhớ lấy ra ăn. Ê, không đùa đâu. Ông đứng dậy với tôi. Ông chết gậy với tôi, tôi không có cho ông nằm đâu. Anh Long này, anh ấy quá anh em ạ. Anh ấy không có hiếu khách cái gì. Bao nhiêu ngày rồi tôi mới đến tôi chơi mà anh ấy, tôi vừa đến cái là anh đi ngủ. Đúng là cái đồ mất nét anh ạ. Ấy, cái lúc mà tôi chết đồ thì anh ôi. Ôi, ngầu không em ơi. Anh em nhìn anh Long đang bay này. Anh vừa nằm vừa bay thì ngầu không? Xịn nhỉ. Dạ anh ơi. Anh phải chết đồ xong hết cái đống ngày hôm nay đó, anh hiểu không? Anh chết hết hàng hôm nay đã rồi thì em mới cho anh ngủ. Hết hàng rồi đấy, đó. Đấy thôi, thì anh đứng canh cho em ngủ nhá. Đấy thì anh nhớ canh zombie cho em nhá. Ok. Good job anh ơi, good job anh ơi. Quà của anh đấy ở trong đấy, thì anh mở ra nhá anh. Anh đổi đồ đi anh ơi. Anh nhập hàng về đi anh ơi. Gọi ship mang đến đi anh ơi. Nhanh nhanh anh ơi, để em còn đổi đồ với anh nào. Làm gì đấy anh? Anh vào cái flat trên thiên đấy đi. Ở đây thì cái bọn dân, thì cái bọn dân lạc này anh em này. Chúng nó có một cái đó này này. Khi nào mà chúng nó mà gọi là nhập hàng về đó thì tôi có hay gọi vui vui nhập hàng về. Thì chúng nó sẽ đứng vào cái hộp nghề của chúng nó và chúng nó sẽ làm việc với cái hộp nghề của chúng nó. Đó. Thì một lúc sau là ấy, thì khi nào mà chúng nó đến cái hộp nghề ấy, thì cái gian hàng của chúng nó sẽ được làm mới. Vào đi anh ơi. Nhanh nhanh anh ơi. Ông vào ông craft đồ cho tôi đi ông. Ông. Tôi nhận ra là mấy anh dân làng trong này cứ hơi bị rung rung kiểu gì ấy anh em ạ. Trông cứ như bị động rực ý. Thật. Trông cứ bị rung rung ý. Chắc là lâu ngày chắc mấy anh không mà gặp nhau ấy. Nên là không có thỏa mãn đấy. Trông phải đấy. Nhanh nhanh anh ơi. Trông ghê quá. Đau hết cả mắt em đấy. Nhanh anh ơi. Anh nhìn cái em, anh nhìn cái hộp đấy, anh đừng có nhìn em. Cái hộp ấy. Ngại quá thì cô quay mặt tờ em ạ, ngại quá. À đấy rồi. Anh đi rồi anh ạ, mày quá. Đừng có liếc em đấy, đấy. Nhìn cái hộp ý. Cái anh ấy nhờn ghê anh em ạ. Thông tránh ra tôi đi về đấy. Chốc nào mà ông đổi xong thì ông nhớ gọi tôi đấy, tôi không đùa có đâu. Tôi không đùa với ông đâu. À đấy đấy. Tôi vừa ra ngoài thì anh ấy đổi à? Anh ấy chôn tôi à? Anh em có nghe thấy cái tiếng bắn cung không? Đó tiếng ba anh ấy đổi đồ ấy. Đấy 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 đấy. Khổ nạn lắm anh ạ. Trời rất là thâm luôn. Tôi vừa mới ra ngoài thì anh đổi đồ. Chắc là anh ấy muốn tôi ra ngoài để cho Creeper đến hỏi thăm ấy. Tôi phải cẩn thận anh ạ, phải cẩn thận. Nhìn xung quanh tí đã. Cái không có bạn Creeper nào. Ok. À, đổi rất nhanh. À, mình đổi cái này thì level của mình thế cũng lên nhanh lắm anh em ạ. Đấy, hết hàng luôn anh ạ. Đấy, thì kinh nghiệm của tôi đó là cứ 64 cái lock gỗ ấy thì nó sẽ vừa đủ để đổi với các anh này luôn. Vừa đủ để đổi một ngày với các anh này. Đó, là 64 lock gỗ là sẽ làm cho anh ấy hết hàng luôn. À, ok guys. Đó, để tôi về tôi đổi sách mending thôi. 32 quyển lấy như chưa đủ đúng không? Thì thằng kia là nó đòi 34 quyển cơ. Đó, nếu vậy chưa đủ anh ạ. Đó. Thì ok anh em nhá. Thì tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ cứ tiếp tục tôi đi chặt gỗ. À từ từ đã, chưa. Thứ hay ho nhất là phải để cuối cùng chứ đúng không? Hay ho nhất là để cuối cùng anh em ạ. Đó, hôm nay sinh nhật của Sương anh em ạ. Hôm nay là sinh nhật của Sương. Chào em. À, để tôi làm quà sinh nhật cho Sương em ạ. Trong ngày là mình làm được một cái bánh sinh nhật nhá anh em nhá. Cách. Mình muốn làm bánh sinh nhật thì mình có trứng anh em ạ. Không được rồi, tôi cần phải có trứng. Thôi rồi.
Thôi rồi tôi thôi Sương, em ăn tạm khoai để bù cho bánh sinh nhật Sương nhá. Nào mà anh có trứng anh làm cho. Chê của tôi anh em ạ. Sao Sương chê khoai của tôi à? Ăn thế mày, ngậm vào miệng đi mày. Đấy, đúng rồi, ngoan ngoan anh thương nhá. Xoa đầu, xoa đầu. Ok. Đó thì hôm nay là sinh nhật của Sương anh em ạ. Ok. Chúc Sương tuổi mới càng ngày càng xinh đẹp và càng ngày càng giỏi giang nhá. Chúc Sương đạt được thành công của đời mình Sương nhá. Ok anh em. Ok anh em thì tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Từ từ chúc Sương luôn khỏe mạnh nhá. Sức khỏe là quan trọng nhất anh em ạ. Ok đấy, chúc Sương vui lắm. Chúc Sương vui đến độ mà Sương ngậm củ khoai mà Sương vẫn chưa ăn củ khoai luôn. Vui quá không ăn được, chưa ăn được anh em ạ. Phải đợi một lúc nữa cho Sương tỉnh táo Sương mới ăn được. Ok. Ok nhá, tập hôm nay chung là cũng hơi sàm sàm đúng không? Làm ông ta ông tung ít là làm được một cái giày này, khẳng một cái giày này và khẳng cái quần đấy, nhặt được giày của thiên sứ và may được một cái quần từ da rồng đó, khá ngầu, và làm được thêm một cái ruộng cực kỳ bá cháy anh em ạ. Đó ok anh em thì hôm nay tới đây thôi anh em nhá, hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Buổi sau thì tôi nghĩ là lúc đấy là tôi đã có mending rồi. Ba cái giáp này của tôi chắc chắn là đã có mending rồi anh ạ. Với lúc này chúng ta sẽ cùng đi phiêu lưu anh em nhá. Tôi đã chịu cái cảnh gọi là ở một nơi này quá lâu, tôi muốn đi phiêu lưu anh em ạ. Đấy, tôi còn trẻ, tôi muốn tự do đúng không? Ok. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em. Yêu anh em rất là nhiều.